Hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Thì mình sẽ tô cây màu xanh. Tiếp theo sẽ tô thân cây màu nâu và cả rào. Và mình sẽ tô màu xanh này. Hai chú chim mình sẽ tô màu xanh nhất nhé. Chú ngựa này sẽ tô màu hồng. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.